Khánh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay vẫn là ngày 27 tháng 6 năm 2018. Cửa hàng Âm Thanh Khánh Hạnh được đón anh Tú. Anh có địa chỉ là Đông Triều, Quảng Ninh. Vâng, anh về cửa hàng Âm Thanh Khánh Hạnh sắm cho mình một cặp loa Tannoy Tunberry GR có nguyên thùng xốp và hàng mới tinh chưa qua sử dụng, và một chiếc âm ly Acoustic E470 vừa về hôm qua. Vâng, sản phẩm thì vừa về hôm qua nên cửa hàng có một chút việc bận nên cũng không thông báo cho quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, cửa hàng hôm qua thì có về được 3 sản phẩm. Vâng, sản phẩm là một chiếc âm ly Acoustic E407 hàng đầm hôm. Vâng, và có về được một chiếc âm ly Sansui Alpha 777DG. Vâng, chiếc âm ly thích hợp giải mã. Và một chiếc âm ly thứ 3 của ngày hôm qua là một chiếc âm ly Sansui Alpha 707S Trang. Vâng, anh Tú về cửa hàng sắm cho mình một bộ sản phẩm nghe nhạc rất đẳng cấp như một cặp loa Tannoy Tunberry GR mới tinh và một chiếc âm ly Acoustic E407 và một chiếc đầu Acoustic cũng còn nguyên thùng xốp, hàng demo chưa qua sử dụng, là một chiếc đầu Acoustic 65V có thùng. Anh sắm của cửa hàng ngày hôm nay là 3 sản phẩm. Vâng, đây là một chiếc đầu Acoustic DP 65V hàng demo và một chiếc âm ly cũng về mới về cửa hàng tối hôm qua. Vâng, sản phẩm chính của anh đây ạ. Do gian hàng thì rất chật nên cũng đã đóng ghép cho anh thẩm âm tại trong giữa gian hàng. Vâng, và như thông báo của cửa hàng Âm Thanh Khánh Hạnh và điện tử Quang Ngọc thì đã có 6 cặp về đến cửa hàng. Và cặp này là cặp thứ 5 rời cửa hàng Âm Thanh Khánh Hạnh và điện tử Quang Ngọc, và còn một cặp nữa. Nên quý khách hàng có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm Thanh Khánh Hạnh để sở hữu cho mình những cặp loa đẹp và những trước mắt quý vị và các bạn đây. Những cặp loa thì được phối ghép với những chiếc âm ly Acoustic và những chiếc đầu Acoustic thì rất là tuyệt vời.
rộng như này nhưng một chiếc xe ở đó nhiều nhiều năm. Vâng, anh xin được giấu mặt. Vâng, và đây là một chiếc xe của anh. Chở những sản phẩm của anh về với gia đình của anh. Và mỗi ngăn này nó 100 cái đĩa. 100 cái đĩa và tính bình quân là 1 triệu một chiếc. Vâng, âm thanh Hạnh làm clip ngắn thông báo cho quý vị và các bạn. Cặp loa Tenoi Tunberry GR còn nguyên thùng xốp và hàng mới tinh chưa qua sử dụng. Và một chiếc Omni Acoustic E407 mới về. Và một chiếc đầu Acoustic 65V có thùng. Vâng, hôm nay đã về với đội của anh Tú. Anh đến từ Đông Triều, Quảng Ninh. Vâng, cửa hàng cảm ơn anh Tú rất nhiều. Anh đã luôn đặt niềm tin bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh và lựa chọn cho mình những sản phẩm mà anh đã theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh và thấy ưng ý với gia đình của mình. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.